mình cô đơn quá đi thôi. Phòng của mình được nhét đầy tiền. Còn ở đây thì sao nhỉ? Mình thậm chí còn không thể đi qua. Mình cần bạn mình giúp. Billy, trả lời đi mà. Cậu ấy lơ mình đi ư? Không ai quan tâm mình cả. Ồ, là đứa em khốn khổ của mình. Ồ, Nancy, chị sẽ đến sớm thôi. Em gái à, chị đang đến đây. Ồ, trông ghê quá đi thôi. Nhìn căn nhà kia kìa. Ew. Chào chị gái. Nancy à. Brenda. Wow. Ai đó đánh rơi tiền thì phải. What? Nancy. Nancy. Là tiền của chị đó. Ồ, của chị hả? Vào thôi nào. Ai sẽ xách chiếc túi này đây? Chị không bao giờ phải xách giỏ của mình cả. Được thôi. Cẩn thận cái đầu nha. Trần nhà thấp lắm á. Sống trên gác xếp bất tiện thật đó nha. Chúng ta đến nhà rồi nè. À, cái gì đó? Chúng ta đã quay video này khi em ở nhà chị đó. Bật lên xem nào. Cùng xem nha chị. Đúng vậy, mình sẽ đắp tiền lên. Thoải mái thật đó. Ngột ngạt thật đó. Đúng vậy, nóng quá đi. Nhiệt kế sắp phát nổ rồi nè. Tốt hơn rồi ha. Cho em thử cái của chị với. Còn lâu nha. Chúng ta buồn cười thật đó. Trả lại đây. Chị lạnh lắm. Chị đang đếm tiền lại nè. Chúng ta nên làm gì đây nhỉ? Chụp bức ảnh nha chị. Không, không có chụp ảnh. Tại sao chứ? Em sẽ sớm biết thôi. Chiếc điều khiển này dính quá đi mất. Nhìn nè. Người em gái nghèo khổ tìm ra cách đơn giản để đỡ chán trong lúc chờ giáo viên. Và người chị gái giàu có thì đang chụp ảnh tự sướng. Hàng nghìn lượt like chỉ trong một phút thôi. Mình cũng muốn chụp ảnh. Mình có ý này nè. Nancy. Nội dung thú vị đó. Em đã hiểu tại sao rồi chứ. Em hứa lần này mọi thứ sẽ khác mà chị. Chị đói bụng quá. Em cũng thế. Chúng ta có nên đặt một ít sushi không nhỉ? Không. Tôm hùm thì sao ạ? Không. Đợi đã. Đây nè, McDonald's. Đặt món này đi. Chị sẽ khao em. Mình thích McDonald's lắm. Mình sẽ không thể nào quên lần đầu mình được ăn hamburger. Giao hàng à. Nó tuyệt lắm. To và ngon nữa. Bữa ăn của cô đây ạ. Yay, mau lên nào. Cô chắc là ăn được chứ. Đi đi Stacy. Ngon quá à. Chị thích món đó chứ? Ngon lắm. Món tuyệt nhất mà chị từng ăn đó. Em có cần khăn ăn không? Vị ngon tuyệt ạ. Cũng không tệ ha. Mặc dù đó không phải là tôm hùm. Món ăn yêu thích của các bạn là gì? Bình luận xuống phía dưới nha. Em đếm tiền của chị được chứ? Chị đoán là chị sẽ chơi guitar vậy. Xong chưa? Ồ hớ. Mưa tiền đây. Đừng vứt tiền lung tung chứ. Hai chị em đang cảm thấy chán và họ không biết nên làm gì cả. Chị muốn chơi đập tay không nè? Chơi nào. Ồ, tay của em ghê quá à. Bôi kem dưỡng ngay đi nào. Ew. Mùi thơm thật đó nha. Tất nhiên rồi. Chơi thôi nào. Tốt hơn rồi đó.
Randa đang chơi game trên điện thoại và Nancy thì đang nghịch những ngón tay của cậu ấy. Ôi trời, điện thoại hết pin rồi. Em có cục sạc không? Có ạ, à, trong ngăn kéo á. Tuyệt lắm, mình phải cực kỳ cẩn thận với cái sàn nhà này. Đến rồi đây, cục sạc này. Cái gì vậy ta? Là một album cũ à? Là mình nè, và cả Nancy nữa. Cùng xem thôi nào. Mình đang làm gì vậy kia? Mình có một hộp ít bằng vàng nè. Ô, cho em thử với. Không được, chị kéo kìa thật á. Em có thứ để giảm căng thẳng của riêng em nè. Cái này cũng tốt như cái của chị vậy á. Đáng yêu thật đó. Cơm cá. Wow, chị hắt hơi nhiều thật đó nha. Túi của chị, kiếm giúp chị đi. Thuốc dị ứng có phải không? Không phải. Em tìm thấy cục sạc rồi nè. Không. Nước hoa. Chính nó. Tuyệt lắm. Cuối cùng thì thoải mái quá đi mất. Mùi gì thế này? Xin lỗi. Đến giờ chị đăng ảnh lên Instagram rồi. Chị đã cài thông báo đó. Ha, em cũng đăng ảnh luôn nha. Ảnh gì thế? Còn chị thì sao? Cùng xem nào. Wow, mình sẽ cho nó một lượt like. Đến giờ đi ngủ rồi. Ngủ ngon nha. Đây là mặt nạ ngủ vàng của mình. Nó sẽ làm da mình căng bóng hơn. Wow. Xong rồi, giờ mình có thể ngủ ngon. Nằm xuống nào cô Randa, tôi sẽ đắp chăn cho cô. Mơ những giấc mơ đẹp nha. Nancy cũng muốn được đắp chăn cho, nhưng Stacy thậm chí không nhìn về phía cậu ấy. Tốt thôi, sao cũng được. Nancy muốn được nằm gần với chị gái cậu ấy và tiền của chị ấy ngay cả khi cậu ấy đang ngủ. Cái gì thế này? Mình sẽ dùng như là mặt nạ vậy. Ở đây ạ. Nancy chưa bao giờ đến những nơi như thế này trước đây. Do đó khi thấy bồn tắm bằng vàng, cậu ấy như câm lặng luôn. Xoa bóp nha. Không, cảm ơn ạ. Hay là đắp mặt nạ nha. Được đó, cảm ơn. Đây là khăn lau, nó rất mắc tiền đó. Không cần đâu, bồn tắm đã xong xuôi rồi đó. Dùng mặt nạ này thế nào ta? Được rồi, đó không phải là vấn đề. Xà phòng bằng vàng à, mình sẽ dùng thử. Làm người giàu có thích thật đó. Chỉ đùa thôi, không sợ chút nào cả. Ai mà lại đi gọi vào lúc này chứ? Billie Eilish nè, chào. Yeah, Billie. Ừ, không, tạm biệt nha. Chúng ta không còn là bạn với nhau nữa. Ồ, Nancy à, lúc này chị muốn ở đây với em hơn. Các bạn muốn Nancy đến thăm nhà của mình không? Bình luận xuống phía dưới nha. Nhà chị ư? Tất nhiên rồi. Ui, đã quá à, nhiều tiền thật đó. Mình thậm chí còn không thể đếm nổi. Xin chào, một hòn đảo ư? Mình sẽ mua nó. Hả? Chỉ là mơ thôi sao? Không có việc làm và không có tiền nữa. Cái gì thế này? Là một túi đựng đầy tiền hả? Của Randa cho mình. Yeah, mình sẽ đi phiêu lưu một chuyến. Các bạn thích video của chúng mình chứ? Hãy bình luận xuống dưới và nói chúng mình biết các bạn muốn trở thành bạn với chị gái nào nha.
Và đừng quên nhấn like cho video này, đăng ký kênh của chúng mình và nhấn vào chuông thông báo để không bị bỏ lỡ bất kỳ video vui nhộn nào từ kênh Trum Trum nha.